giờ ta cùng xem đắp bồn cho cây nguyệt quế. Đây là những cây nguyệt quế thân sáng tại Tiền Giang. Và nguyệt quế thì loại cây mà có rễ rất mạnh, và thường nó sẽ ăn hết đất quanh cái khu vực mà nó sinh sống. Và như vậy thì cây nguyệt quế luôn luôn bị thiếu đất, bởi vì ở miền Tây thì rễ nó không có thể chăm xuống sâu ở dưới đất được, do nguyên nhân là có nước. Nên mỗi cây nó chỉ ăn, rễ nó chỉ ăn từ mặt đất xuống khoảng 6-7 tấc là nó sẽ không xuống được nữa. Và để nuôi những cây nguyệt quế này cho nó phát triển lớn lên thì cần phải đắp bồn cho nó. Và ở đây bây giờ người ta chuẩn bị đắp bồn cho cây này, ta xem. Đắp bồn thì đơn giản là dùng cây đo và dùng giá sán một đường quanh gốc, sau đó thì dùng gạch quay xung quanh và đổ đất vào. Đây không phải là gạch mà là ngói, thứ ngói lợp nhà năm xưa. Bây giờ thì ít ai lợp bằng ngói này nữa. Và ngói này sẽ được quay xung quanh gốc, đổ đất vào, làm bồn cho cây phát triển. Đây, và ngói được quay hai tầng, một tầng dưới và một tầng trên. Tầng dưới này đã hoàn thành rồi, bây giờ tầng trên sẽ được quay xong và đổ đất vào. Và đất ở đây thì được trộn giữa nhiều loại, thứ nhất là đất phù sa sông, rồi cát phù sa cũng ở sông, rồi mụn dừa và phân hữu cơ trộn lại với nhau, đổ vào gốc. Cứ quay như thế, đổ đất vào, đổ đến khi nó cao lên đi. Gần tới trên mặt này, tập cho đệ tử mừng lần lần. Và chế đi, tập cho đệ tử mừng lần lần. Lúc đó thành công. Căng quá, giống như cây bên này. Cây này đã làm xong đợt trước rồi. Cây này thì làm bằng gạch ống. Đây đều là những cây nguyệt quế giống thân xoắn,